Điểm tin nóng trong ngày cập nhật nhanh, nắm trọn tình hình. Ukraine muốn Mỹ đặt tên lửa trên lãnh thổ, Nga kiểm soát thành phố Selydok. Ukraine muốn Mỹ triển khai tên lửa Tomahawk trên lãnh thổ của mình, Nga giành quyền kiểm soát thành phố Selydok ở vùng Donetsk. Trang Kyiv Independent ngày 29 tháng 10 cho biết, tờ New York Times mới đây đã tiết lộ về việc Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị Mỹ triển khai tên lửa Tomahawk trên lãnh thổ Ukraine. Nguồn tin của New York Times cho biết, yêu cầu trên là một phần trong chiến lược răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện được ông Zelensky đề cập trong kế hoạch chiến thắng của Kiev. Cuộc bầu cử trọng đại của xứ Cờ Hoa sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới, tức chỉ còn vỏn vẹn một tuần lễ để các ứng cử viên bứt tốc và về đích. Thật khó có thể đoán được điều gì, hay nói cách khác, xứ Bất Định vẫn đang chế ngự ở thời điểm tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử Mỹ 2024, khi ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đang bị cuốn vào cuộc cạnh tranh gay gắt. Những gì xảy ra trong những ngày tới sẽ mang tính quyết định trong việc định đoạt ai sẽ là người chiến thắng. Trong chuyên mục Bình luận Quốc tế ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua những gì cần chú ý theo dõi trong tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Mỹ. Các chuyên gia dự đoán ứng viên đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo hãng tin RT, nhà phân tích chứng khoán người Pháp Christophe Barraud, người được mệnh danh là nhà kinh tế chính xác nhất thế giới, hôm 28 tháng 10 đã viết trên tài khoản X rằng ông dự đoán Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng sau. Ông cũng cho rằng Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm thế đa số ở cả Hạ viện và Thượng viện. Nhìn vào các số liệu khác nhau từ thị trường cá cược, các cuộc thăm dò, dự báo của các nhà lập mô hình bầu cử, thị trường tài chính, tính đến thời điểm hiện tại, các kết quả có thể xảy ra nhất là chiến thắng của ông Trump và chiến thắng của Đảng Cộng Hòa, ông Christophe Barraud bình luận. Theo ông, Lầu Năm Góc chỉ ra vấn đề do hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Lầu Năm Góc thừa nhận hỗ trợ quân sự cho Ukraine đã bộc lộ một loạt vấn đề trong tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ, bao gồm khó khăn trong việc duy trì, khôi phục và tăng cường kho vũ khí cho nhu cầu của quân đội Mỹ, đe dọa đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của chính Washington. Bộ Quốc phòng cho biết trong một báo cáo được công bố, hỗ trợ vật chất của Mỹ cho Ukraine đã nêu bật những thách thức trong việc duy trì, khôi phục và tăng cường sản xuất kho dự trữ đạn dược của Mỹ. Lầu Năm Góc nhấn mạnh, việc không thể duy trì và tăng cường kho vũ khí sẽ gây nguy hiểm cho khả năng hoạt động và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Mỹ,